Dạ, một câu hỏi tiếp theo chúng con xin được hỏi thầy Thích Tịnh Hải. Kính bạch thầy, cho con hỏi, nếu người bệnh hấp hối và mất ở trong bệnh viện thì ban hộ niệm chúng con phải làm sao ạ? Con cảm niệm tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tình thực phải nói, nếu là một người thường xuyên sinh hoạt với ban hộ niệm chúng ta, cũng đi hộ niệm, cũng quyết lòng là vãng sanh, nhưng mà bất ngờ bị bệnh rồi đưa vào bệnh viện bất ngờ thôi nha quý vị, rồi chết trong bệnh viện, chẳng lẽ chúng ta bỏ sao? Trường hợp này chúng ta phải cố gắng cưu mang với nhau. Xin phép ban những vị trong cái hộ niệm chắc bác, vì bác sĩ đó, cho mình một cái phòng mình tới mình hộ niệm cho người ta. Vì sao vậy? Vì trong thời gian qua cái đi hộ niệm với mình, biết được rất nhiều về cái việc làm của ban hộ niệm, hiểu thấu được nguyên tắc của ban hộ niệm. Tất cả những nhân chúng đó đã chứa sẵn trong cái tâm của cái người đó rồi, thì mình có nhiều cái hy vọng rằng là người này có thể thoát được những ách nạn của bệnh viện. Còn xin thưa với chư vị, nếu một người mà hồi giờ hoàn toàn không biết gì về hộ niệm, chưa sinh hoạt gì về hộ niệm, hoặc là không cái quy tắc hộ niệm, không biết gì cả, mà còn không, còn có lẽ là khinh thường việc hộ niệm ấy nữa, nếu mà người đó chết trong bệnh viện, chư vị nghĩ thứ là trong cái không khí, cái khung cảnh của hộ niệm mình có thể giúp người đó được không chư vị? Tình Hải này nói thẳng với chư vị, nếu một người hồi giờ không chịu tu hành trước, hoặc là ban hộ niệm tới nhắc nhở, người ta không nghe theo. Ví dụ như ngài Thọ Tọa Khuê vừa mới nói bác ơi, bác muốn vãng sanh, bác đừng có ăn ngũ tông nhé. Nghe nói ăn ngũ tông là trị bác bệnh sao, cho tôi ăn. Cái ngũ tông có gì đâu, có sát sanh hại vật gì mà không cho tôi ăn, ngũ giới thập giới không có cấm cửa tại sao không cho tôi ăn. Tức là người ta cãi lại. Rồi nói, bác ơi, bác khi mà bác đi, bác đừng nhớ nhà, nhớ cửa, đừng tham tiếc tài sản nhé. Tài sản của tôi mà sao tôi không tiếc, tức là nó cái gì người ta cũng cãi hết trơn. Xin thưa với quý vị, những người mà có cái tâm trạng như vậy rồi, cái lúc cái bệnh nặng chết rồi, kêu ban hộ niệm tới, có ban hộ niệm nào dám nói rằng là tới sẽ hóa gỡ được tất cả những cái sơ suất vướng chấp của người đó hay không? Chắc chắn 100% chúng ta không dám nói một phần hoa giải, phải không chư vị? Tại sao? Tại vì lúc tỉnh táo thế này mà tôi nói gần muốn đứt hơi mà chị không chịu bỏ, thì lúc mà đó trăm sự vạn sự đau khổ nó đến với chị, tâm can đều tan hoại hết rồi, làm sao có giờ đâu mà nghe người hộ niệm giảng giải. Và chúng ta hiểu rõ rằng là hộ niệm là giúp cho người đó tự thực hiện lấy chánh pháp, tự thực hiện lấy con đường vãng sanh để họ vãng sanh, chứ không phải là năng lực của người hộ niệm. Chính vì thế mà xin thưa quý vị, nếu một người hoàn toàn hồi giờ không biết tu hành gì cả, không biết hộ niệm gì cả, rồi gia đình cũng không liên lạc gì tới hộ niệm, đến lúc hấp hối trong bệnh viện, xin thưa với quý vị, nếu mà tình cảm chúng ta tới giúp đỡ được phần nào hay phần đó, chứ còn nói về hộ niệm thì coi như là quá trễ rồi. Nếu chư vị đọc trong cái cuộc tọa đàm mà do ông nói là hộ niệm chú ý, thì có phải là bạch thầy là con nói những điểm này là nói điểm đầu tiên trong cái cuộc tọa đàm đó phải không thầy? Tức là hộ niệm là giúp cho người bệnh biết những gì cần làm, biết những gì phải bỏ, và quyết lòng thực hiện cho đầy đủ tín hạnh nguyện đạt tông chỉ của pháp hộ niệm để được vãng sanh. Cho nên hộ niệm là một pháp tu. Pháp tu thì phải chuyên tâm tu hành, kiên trì tu hành, và tu hành cho đúng, tu hành cho chính, tự mình tu. Rồi sau cùng rồi những cái sơ suất gì còn lại, ban hộ niệm mới giúp cho để mình gỡ rối. Chứ những người nào hồi giờ không tu hành gì trơn, làm sao sau cùng ban hộ niệm có thể giúp được. Cho nên mong chư vị đừng bao giờ để đến cuối cùng mê man bất tỉnh hay hấp hối. Hấp hối ở nhà thì cũng chịu thua, hấp hối trong bệnh viện thì càng chịu thua hơn nữa.
mong cho hiểu. Nếu mà chúng ta đó đó phải tuyên bố rõ rệt, đây là chúng tôi tới trợ giúp được phần nào hay phần đó, cho hoàn toàn nằm ngoài khả năng của ban hộ niệm rồi. Ban hộ niệm chúng ta không ấy, tức là lúc đó là tình cảm để chúng ta tới an lòng cho người bệnh thiện diệu, chứ không dễ gì có thể cứu được người bệnh đâu. Chứ vị có đồng ý chưa? Mong cho vị hiểu được như vậy là phải chuẩn bị ngay từ bây giờ cho chính mình để sau cùng mình được vãng sanh, chứ không phải là hấp hối ở nhà kêu ban hộ niệm cũng phải là tốt, mà hấp hối trong bệnh viện thì càng xấu hơn. Vì thưa thật, ở trong bệnh viện rất nhiều chướng ngại. Nếu đem cái quy luật hộ niệm ra, chư vị sẽ thấy liền. Mong chư vị chú ý, đừng nên sơ suất, đừng nên quá ư là vô trách nhiệm tới cái bảo vệ mạng của mình, tội nghiệp cho mình lắm đây nhé. A-di-đà-phật. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm tri ân công đức của Thầy Thích Thịnh Hải.